Hello cả nhà ơi, cả nhà xem cái cây cherry của em nó ra bông nè. Cây cherry này nó có 4 loại nha. Đây, em chỉ trồng trong cái chậu này. Chậu 25 gallon á. Đó. Đây 4 loại. Cái này ghép được 4 loại. Đó. 4 nhánh, cái cây này có 4 nhánh ghép từ gốc nha. 4 nhánh nó lên được 4 cành có bông nè, cả nhà thấy có bông không? Bông dễ thương không cả nhà? Bông dễ thương không cả nhà? Đó, nó ra nhiều nụ lắm cả nhà. Mấy cái này là nó sắp tàn rồi nè cả nhà thấy không? Ra lá non. Đây cái bông này. Dễ thương không cả nhà? Không biết năm nay có trái không? Em trồng cây cây này em mua về. Em dưỡng nó đang ra cành ở dưới nè. Nó đang ra cành con ở dưới. Em dưỡng nó cũng khoảng năm rồi đó cả nhà ơi. Nó trắng đẹp quá cả nhà ha. Nhìn màu trắng thanh thoát, đẹp ghê. Để coi năm nay có trái không nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái cây này nó cũng cao hơn em được một chút nè. Đó, thì nó cũng được 5 feet mấy rồi đó cả nhà. 5 feet chắc 5 feet 7 hả? Nó được 5 feet 7 rồi đó cả nhà. Thấy thương không? Để em sẽ quay cây khác cho cả nhà xem nha.